Ông Dan Coats, người được tổng thống Donald Trump chọn làm lãnh đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, nói rằng Nga là mối đe dọa hàng đầu khi ông khẳng định việc Moscow cố gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm 2016. Ông Coats nói rằng Nga có lịch sử lâu năm về tuyên truyền khi cố gây ảnh hưởng đến các quốc gia và các nền văn hóa khác, cũng như trong cuộc bầu cử. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có một vấn đề rất quan trọng là chúng ta cần hiểu đầy đủ về những gì đã xảy ra và cần có một báo cáo đầy đủ về điều đó. Trong buổi điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Dan Coats cam kết ủng hộ một cuộc điều tra kỹ lưỡng về vai trò của Điện Kremlin trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Lập trường của ông Coats dường như mâu thuẫn với Tổng thống Trump khi vị tổng thống từng bác bỏ phát hiện của cộng đồng tình báo trong và sau khi bầu cử. Trong lời phát biểu mở đầu xác định các mối đe dọa cấp bách khác đối với Hoa Kỳ, ông Coats cũng đề cập đến khủng bố hồi giáo cực đoan và cũng nêu quan ngại về bắc hàn và trung quốc